Khoảng 100 người Việt biểu tình phản đối chuyến đi của TBT Tô Lâm trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Khoảng 100 người gốc Việt đến từ một số tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và từ thành phố Toronto, Canada tập trung trước trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào trưa ngày 22 tháng 9 để phản đối chuyến làm việc của Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm ở Mỹ. Ông Tô Lâm vào ngày 22 tháng 9 đã có bài phát biểu trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc và dự lễ kỷ niệm một năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ những người biểu tình cầm theo cờ vàng ba sóc đỏ lá cờ biểu tượng cho người việt tị nạn và các biểu ngữ bằng tiếng anh như nhân quyền cho việt nam chứ không phải bò rát vàng cho tô lâm chủ tịch nước việt nam tô lâm là một tội phạm bắt cóc người hay việt nam là một nhà nước công an trị dưới trướng của tướng tô lâm luật sư đặng đình mạnh người hiện đang tị nạn ở mỹ cũng có mặt ở cuộc biểu tình nói với rfa qua điện thoại rằng ông không tin những tiếng nói trong cuộc biểu tình sẽ được ông tô lâm lắng nghe hoặc thực hiện theo nhưng chắc chắn sẽ phản ánh được quan điểm và thông điệp của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại gửi đến ông Tô Lâm, phản đối những chính sách đàn áp về nhân quyền về dân chủ và tự do mà chính quyền trong nước đang đàn áp đối với người dân. Luật sư Nguyễn Văn Đài, Chủ tịch Hội Anh Em Dân Chủ, từ Đức bay sang tới Mỹ để tham dự biểu tình. Ông nói, thông điệp tôi mang đến cuộc biểu tình đó là sự phản đối sự hiện diện của Tô Lâm, bởi vì ông ta không xứng đáng cho một đất nước Việt Nam trên 100 triệu người dân đứng trước quốc tế để đưa ra lời phát biểu. Tôi cũng muốn cho cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn ông Tô Lâm là ai, một người lãnh đạo Việt Nam là ai, để họ có thái độ không tiếp đón ông ấy và cũng đòi hỏi những quyền tự do dân chủ cho người dân Việt Nam. Mong chờ gì từ chuyến đi của ông Tô Lâm? Ngay trước chuyến bay của ông Tô Lâm từ Hà Nội đến New York, chính quyền Việt Nam đã bất ngờ tha tù trước hạn cho hai tù nhân lương tâm là Trần Huỳnh Duy Thức và Hoàng Thị Minh Hồng. Trong đó ông Thức nói không đồng ý với lệnh đặc xá nhưng đã bị cưỡng bức rời khỏi nhà tù và đưa về nhà. Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân, vào tối 22 tháng 9 nói với RFA cho rằng việc làm này quá muộn màng và ông không mong chờ thiện chí nào từ Tô Lâm. Ông nói qua điện thoại, điều mà tôi nhận thấy đó là đất nước Việt Nam thực sự phải cập nhận đường lối ngoại giao, không thể nào đu dây như thời gian qua và thực sự phải có những chọn lựa sáng suốt. Với tình hình như ngày nay thì một nhu cầu cho đất nước là phải làm sao để gần hơn với Tây Phương không phải chỉ là vấn đề làm ăn với tây phương mà còn là nhu cầu an ninh của việt nam và sự tiến bộ xã hội của việt nam thực sự phải hòa nhập với tây phương và có những thay đổi về chính trị về quyền con người theo ông hoàng tứ duy trung quốc là nguồn cơn của sự bất ổn của khu vực và không thể đảm bảo an ninh cho đất nước việt nam cùng với việc xích gần hơn với phương tây mang lại những tiến bộ đáng kể về kinh tế và khoa học công nghệ cho việt nam luật sư mạnh người từng có nhiều năm bào chữa cho những nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam nhưng buộc phải đi tị nạn chính trị từ năm ngoái nhận định. Việc trả tự do cho ít nhất hai tù nhân lương tâm trước chuyến đi của ông Tô Lâm không mang tính tích cực và lạc quan. Ông khẳng định, không có chính quyền lương hào nào lại đem công dân của mình ra để làm sự đổi trách như vậy. Trong trường hợp ông Tô Lâm quyết định trả tự do cho toàn bộ số tù nhân chính trị đang bị giam giữ thì điều đó mới được coi là sự thay đổi và chính điều đó mới là sự tích cực đáng nói. Còn lại chả có gì đáng nói cả luật sư Nguyễn Văn Đài có nhận định khác. Ông bày tỏ hy vọng TBT Tô Lâm sẽ làm khác với những người tiền nhiệm của mình là sẽ thật tâm trong vấn đề cải thiện nhân quyền. Tuy nhiên ông nói phải chờ xem ngày 30 tháng 9 tới đây ông Tô Lâm trên cương vị chủ tịch nước có quyết định đặc xá cho những tù nhân chính trị và lương tâm hay không và Tổng bí thư Tô Lâm có ra lệnh cho Bộ Công an bắt thêm người nữa hay không. Theo thống kê của Human Rights Watch, Việt Nam hiện đang giam giữ khoảng 160 tù chính trị. Tuy nhiên, chính phủ việt nam chưa bao giờ thừa nhận có tù chính trị